mấy ngày hôm nay? Bốn ngày. Mẹ không có gì ăn nữa. Yeah. Hai mẹ con ở nhà đi mua đồ nhé. Xem cái chợ của con đây. Mang một sữa chua cho con nhé. Con nhé. Con này có chuyện này. Ngồi ba. Ngủ nhà nhá, chúng ta phải cái. Mực á? Vâng. Mực trong chuồng á? Vâng. Bỏ ra ngoài ra chơi á? Vâng. Ok. Thích con mực à? Bye.
ngồi xa ra, con ngồi gần đấy. Ngồi xa ra. Qua lúa đổ hết, gió thổi hỏng hết lúa rồi, này cắt thế nào nữa. Con ở nhà đợi bác về, mẹ đi ra rồi lúa mẹ xem lúa đổ nhá. Đi bác về, bác mua đồ ăn về cho con nhé, ngồi đấy đợi nhé. Mẹ đi xem lúa đổ hết rồi, mẹ xem lúa. Ăn đi tí về nha mẹ ơi. Ừ, đợi mẹ nhá, tí mẹ về. Mẹ nha, tí mẹ về. Mẹ ơi. Ở nhà đợi bác nhá, tí mẹ về rồi. Công suất vừa không được ăn rồi, phải mầm hết rồi. Chúng ta bây giờ chưa cắt lúa, nhà không còn tí gạo nào nữa rồi, mất hết rồi, ruộng lúa mất hết rồi.
Mẹ đâu? Mẹ đi trên rừng rồi. Để thăm bố à? Đây. À, cho con mực ra ngoài đây. Mẹ. Mẹ ơi, cho mực ra ngoài để chơi. Đợi nhá. Bác hấp bánh bao để ăn. Mẹ ăn ra ruộng lúa nhá.
vậy? Sao thế? Lên mầm hết rồi hả? Lên mầm hết rồi. Lên mầm rồi. Lên mầm hết rồi. Lúa này mầm hết rồi, này thì ăn gì nữa? Sao mà cắt được nữa? Hết mầm này hỏng hết lúa rồi. Bao nhiêu công sức. Này hỏng rồi. Đổ hết rồi, chả có nhà nào còn nguyên, cả nhà nào cũng bị đổ hết rồi. Bao nhiêu công sức của người dân. Đổ hết rồi. Đổ hết cả ruộng rồi. Sao? Cả hàng xa rồi nữa. Xong rồi mình dừng lại. Đi về đi. Mình phải dùng ngô thôi. Cứ đi về đi. Cứ ăn ạ. Mình cứ cắt đi. Đi về. Chúng ta mới đủ ăn này. Đây, anh đã ngấp rồi. Chị về đây. Con gì đi mà gạo nhé. Lại mầm hết rồi, chẳng còn gì nữa. Ăn đi nè.
Nào bỏ tay nóng, cắn đi. Ngon nhỉ. Wow. Ăn nhá. Mày mua bệnh rồi chưa? Bình thường đi mua đằng 10 em ăn sữa chua đi, lấy ra để ăn nào. Thank you.
đây đây đây. Ôi. Con chụp chấu. Này. Ôi đây con nữa này. Ôi đây là con nữa này. Ôi này, ôi hai con. Con này to hơn con nãy. Em đi đâu chắc em gần nửa rồi. Rồi. Ừ, này. Con này thả đi nhá. Con này chó này. Thả đi nhá. Chắc tại nó em gần nửa rồi.